Với mục tiêu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030, để Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trở thành đơn vị đi đầu về chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số. Theo thỏa thuận vừa được ký kết, hai bên sẽ phát huy tối đa vai trò và thế mạnh của mình, huy động nguồn lực tổng hợp để phối hợp, hỗ trợ nhau triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2027, định hướng đến năm 2030 với 3 nội dung gồm: phối hợp triển khai quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phối hợp xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và các đề án, dự án liên quan đến công nghệ thông tin trong thời gian tới. Và cuối cùng, hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành kiểm sát nhân dân như giải pháp phát triển hạ tầng số, giải pháp phát triển dữ liệu số, đề xuất các giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn, an ninh mạng và các ứng dụng dịch vụ số ngành kiểm sát nhân dân, đề xuất giải pháp xây dựng trung tâm giám sát và điều hành thông minh, trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng, trung tâm điều hành mạng, trợ lý ảo cho kiểm sát viên, bàn làm việc số, các ứng dụng phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân.